Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với cái series học SketchUp đi làm. Thì bài ngày hôm nay chúng ta đang đến với bài học số 8 là cách chúng ta cài đặt cái phím tắt trong SketchUp như thế nào. Và các bạn sẽ cài đặt cái phím tắt, cái bộ phím tắt của mình nếu như các bạn đang theo học cái khóa của mình. Thì để mà có thể download cái bộ phím tắt đó thì các bạn sẽ làm như thế mình ha. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào cái đường link bên dưới cái phần mô tả ha. Thì chúng ta đến với cái trang này, thì đến với cái bài học, các bạn để ý vào cái bài số 08 ha. Thì chúng ta sẽ vào cái phần link download nè. Đây, chúng ta click vào ha. Ở đây thì mình sẽ có cái bộ cài cho các bạn và các cái phím tắt ở trong bài học ngày hôm nay. Thì để mà cài đặt chúng ta click vào đây ha. Chúng ta click vào. Rồi, thì nó sẽ cho chúng ta đến một cái trang như thế này. Chúng ta kéo xuống và chúng ta chờ để mà chúng ta click here continue. Rồi, các bạn chờ một chút ha. Rồi, nó sẽ hiện lên chúng ta cái chữ là click here continue nè. Đó. Rồi, chúng ta đợi một chút, chúng ta chờ 15 giây. Sau đó chúng ta bấm vào cái nút tiếp theo. Rồi, sau khi 15 giây đã hoàn tất thì nó sẽ cho chúng ta bấm click here to get link ha. Chúng ta lấy cái link download. Thì đây là cái link bộ cài phím tắt ha. Rồi, chúng ta click vào ha. Click vào đây. Rồi, các bạn bấm cho mình cái nút tải xuống ha. Rồi, tắt đi ha. Vậy thì chúng ta đã cài đặt thành công rồi nè. Đó, thì các bạn có thể để cái file này ở đâu đó các bạn tùy thích ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cách mà chúng ta đã gán cái bộ phím tắt của mình ha. Đầu tiên chúng ta bấm Windows, chúng ta bấm Reference ha. Rồi ở cái tab socket chúng ta bấm Import. Rồi chúng ta chọn đến cái đường dẫn mà chúng ta hồi nãy chúng ta đào về á, đây xây dựng tướng túi ha. Chúng ta bấm Option cho mình. Chúng ta nếu mà chúng ta đang tích vào cái file location đó, chúng ta tắt đi ha. Rồi chúng ta bấm OK và chúng ta bấm Import. Rồi thì lúc này màn hình của các bạn sẽ hiện ra một vài cái tab như thế này, nó hỏi các bạn có yes hay không. Chúng ta bấm yes hết ha. Nó hỏi yes thì chúng ta bấm đều bấm yes hết. Rồi chúng ta bấm OK là coi như chúng ta đã gán bộ phím tắt đó xong ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái các phím tắt ở trong bài ngày hôm nay. Thì thì theo từng bài thì mình sẽ update cái bộ phím tắt mới ha, theo từng bài. Thì ở bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái bộ phím tắt cơ bản ha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái nút F8 ha. F8 là để chúng ta thiết lập cái test và thiết lập dim. Chúng ta bấm F8 thì nó sẽ hiện lên cho chúng ta cái bảng này luôn. Thay vì chúng ta sẽ bấm là Windows, chúng ta bấm Model Info, thì bây giờ mình đã gán cho các bạn phím tắt rồi, chúng ta chỉ cần học thuộc ha. Để mà chỉnh sửa dim chúng ta bấm vào đây đó, chỉnh sửa dimension, chỉnh sửa test, chỉnh sửa unit thì các bạn đều có thể làm được ha. Rồi những cái này thì mình đã hướng dẫn trong những cái bài học trước ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ bấm là Ctrl Alt cộng với B phở ha. Rồi Ctrl Alt B phở. Thì tại đây thì chúng ta sẽ có cái tab là socket. Thì cái tab socket này là để mình thiết lập những cái phím tắt ha. Thì để mà chúng ta gán phím tắt thì chúng ta bấm Ctrl Alt V. Rồi chúng ta bấm vào tab socket và chúng ta chọn import ha, làm như cách hồi nãy. Làm như cách hồi nãy thì chúng ta cũng đã import cái phím tắt vào. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái lệnh vẽ ha, lệnh quay, lệnh quy. Thì khi mà chúng ta có một cái đối tượng ha, chúng ta có một đối tượng và bây giờ chúng ta muốn xoay, chúng ta muốn xoay cái đối tượng này ha, thì chúng ta bấm lệnh quy nè. Đó các bạn thấy không, thay vì chúng ta sẽ chọn vào cái lệnh to set nè ha, chúng ta có cái lệnh quay đây. Thay vì chúng ta phải chọn vào đối tượng, chúng ta bấm icon như thế này
chúng ta mới quay được ha. Bây giờ chúng ta chỉ cần chọn đối tượng chúng ta bấm V thì lập tức đã xuất hiện cho chúng ta cái kích thước độ như thế này ha. Rồi chúng ta không quay tùy thích ha. Thì những cái bài học về các lệnh cơ bản thì mình đã hướng dẫn các bạn ở những bài học trước ha, các bạn có thể xem lại. Rồi tiếp theo là E là xóa và Shift E là xóa nhanh. Thì các bạn bấm E một cái thì nó sẽ xuất hiện cái tẩy, cục tẩy ha. Thay vì chúng ta sẽ bấm cái cục tẩy trên đây, chúng ta bấm E cho nó nhanh ha. Và chúng ta quét đối tượng. Còn không, khi mà chúng ta có nhiều đối tượng như thế này ha, thì chúng ta xóa như thế này thì sẽ rất là lâu ha. Thì chúng ta sẽ xóa nhanh bằng cách là chúng ta quét chọn nè. Chúng ta quét chọn và chúng ta bấm Shift E một phát là nó xóa luôn cho chúng ta. Rồi tiếp theo là cái R ha. R là rectangle. R là rectangle có nghĩa là chúng ta sẽ vẽ hình chữ nhật ha. Thay vì chúng ta click vào đây chúng ta vẽ, thì chúng ta bây giờ chúng ta bấm R. Rồi ở đây mình quên nói với các bạn là thoát lệnh ha. Thoát lệnh, khi mà chúng ta đang ở một cái lệnh nào đó thì chúng ta sẽ thoát lệnh bằng cách là chúng ta sử dụng nút space ha. Khi mà mình đang ở lệnh rectangle nè, chúng ta vẽ xong rồi nè, bây giờ muốn thoát cái lệnh này thì chúng ta bấm nút space là nó sẽ trở về cái con chuột như thế này. Rồi Shift E là xóa. Thì những cái lệnh như thế này thì các bạn sẽ tập đi tập lại ha cho quen. Tiếp theo là cái đường giống, ví dụ như mình có một cái khu đất hình chữ nhật đúng không, bây giờ mình muốn chia đúng không, thì mình sẽ sử dụng là nút thay vì chúng ta chọn cái đường giống như thế này ha. Những cái này mình đã có hướng dẫn ở những cái bài học trước rồi ha. Đó, các bạn có thể xem lại. Thì thay vì chúng ta click vào đây thì chúng ta bấm nút T ha. T thì nó sẽ hiện ra cái đường giống cho chúng ta. Rồi ở đây mình quên ha. Thì để mà vẽ đường giống rồi thì bây giờ mình muốn xóa đường giống ha, thì mình sẽ bấm là Shift D ha các bạn. Shift Delete ha, Delete Guide á. Xóa đường giống. Xóa đường giống. Rồi, xóa đường giống ha. Rồi các bạn bấm mình xin lỗi mình nhầm ha, là Ctrl mới đúng. Rồi Ctrl D, bấm Ctrl D một cái là nó xóa hết đường giống luôn ha. Thay vì chúng ta phải vào là Edit, rồi chúng ta bấm Delete Guide ha. Mình đã thiết lập sẵn cho các bạn rồi, bấm Ctrl D là được. Tiếp theo chúng ta có lệnh Push ha. Lệnh Push là lệnh đẩy khối. Thì thay vì chúng ta sẽ sử dụng cái icon là Push lên ha, như cái bài học trước mình đã hướng dẫn á, bây giờ mình sẽ sử dụng bấm nút B phở một cái là chúng ta có thể sử dụng rồi. Rồi ở đây thì mình cũng sẽ có thể bấm nút Ctrl ha, Ctrl để mà tạo thêm một cái mặt ở giữa này ra. Các bạn thấy không, nếu như mà không có Ctrl nè thì nó sẽ không có cái đường ở giữa ha. Chúng ta bấm Ctrl một cái thì nó sẽ có một cái đường, một cái mặt phẳng ở giữa ha. Rồi đó. Bấm Ctrl nè, đấy ha. Thoát lệnh là space đúng không? Đó. Thì có một số cái bài cái lệnh đó thì các bạn có thể tập đi tập lại cho quen ha. Tiếp theo là vẽ cung tròn. Rồi, cung tròn thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh A ha. A nè, đấy, A. Đó. Rồi. Rồi tiếp theo là lệnh scale ha. Ví dụ như mình có một cái hình như thế này ha, mình muốn scale nó lớn lên đúng không, thì mình sẽ bấm nút S ha. Thay vì là chúng ta sẽ bấm cái lệnh là scale này ha, thì chúng ta bấm S ha, S cái. Rồi chúng ta sẽ scale cái lệnh scale thì nó sẽ tạo ra chúng ta những cái điểm như thế này, và chúng ta cầm chúng ta kéo ha, chúng ta muốn scale như thế nào theo ý chúng ta thì chúng ta sẽ cầm chúng ta kéo. Rồi tiếp theo là dim. Dim có nghĩa là chúng ta đo kích thước đúng không? Đây, bây giờ mình muốn đo kích thước như thế này từ đây đúng không? Thay vì mình bấm là đây, bấm vào đây đúng không? Thì bây giờ mình sẽ bấm là D nè, mình bấm D một cái thì mình sẽ được chọn thôi, đúng không? Nó rất là nhanh và phim tắt nó có cái công dụng, có nghĩa là để chúng ta thực hiện cái lệnh nào đó nó nhanh chóng ha. Rồi tiếp theo là offset, lệnh offset ha. Offset
ở đây mình cũng có thể thêm cho các bạn luôn một cái lệnh, đó là một cái lệnh là phóng to ra toàn màn hình ha. Thì cái lệnh mà giúp chúng ta phóng to ra phần màn hình thì nó là cái lệnh là shift z ha các bạn. Ví dụ mình đang ở đây ha, mình muốn ví dụ như mình có một đối tượng, ở đây mình có một đối tượng. Bây giờ mình đang ở đây, mình muốn quay về cái toàn màn hình, bấm shift z nó sẽ quay về đối tượng. Rồi, thay vì mà tiếp tục cái shift z này thì mình sẽ có một cái lệnh là shift x thì phóng to đến đối tượng, rồi có nghĩa là ví dụ như các bạn chọn một cái đối tượng như thế này, các bạn muốn phóng to zoom vào cái đối tượng này, chúng ta bấm shift x ha, thì nó sẽ zoom vào cái đối tượng này cho các bạn ha. Ví dụ như khi mà các bạn đang ở xa như thế này ha, các bạn muốn di chuyển đến cái đối tượng này thì chúng ta phải lăn chuột nó như thế này, nó rất là xa ha. Thay vì chúng ta chọn, chúng ta bấm shift x một cái là nó sẽ bay tới đối tượng này luôn. Rồi, mình nói tiếp ha. Mình đang nói đến cái phần offset đúng không? Rồi, offset là offset là ví dụ như mình có một cái đường như thế này, mình muốn offset vào, mình vẽ một cái tường thì mình bấm F nè, mình offset vào, ví dụ như mình offset vào đây đúng không? Rồi, mình xóa này đi ha, shift E. Rồi bây giờ mình sử dụng lệnh put, put lên thì mình sẽ tạo được cái tường các bạn, thấy không? Thì đó là cái lệnh offset ha, có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra được một cái đường thẳng song song với cái đường thẳng cho trước. Rồi tiếp theo là H là hai đối tượng và shift H là hiện đối tượng ha. Ví dụ như mình bây giờ mình muốn ẩn đến đối tượng này đi ha, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta chọn đối tượng, chúng ta bấm H, đấy là coi như nó sẽ ẩn cái đối tượng này đi. Ví dụ như mình có nhiều đối tượng như thế này ha, bây giờ mình muốn ẩn đối tượng này đi thì mình sẽ bấm H, mình chọn, mình bấm H, nó sẽ ẩn. Rồi các bạn biết Ctrl Z không ta? Chắc là biết ha. Mình sẽ khỏi nói cái phần cái Ctrl Z ha. Bây giờ mình muốn khi mà mình ẩn cái này lên nè, hai nè, mình muốn hiện lên thì mình bấm shift H ha. Đây, shift H là hiện đối tượng. Rồi tiếp theo là nút K là hiện tắt và nét khuất ha. Mình bấm K nè, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện những cái đường nét đứt ở bên bên trong đối tượng ha, cái mặt sau đối tượng á. Bật tắt K là để hiện tắt cái nét khuất. Tiếp theo là chữ L ha. L có nghĩa là line đó các bạn, là để chúng ta vẽ đường thẳng nè. Thì thay vì là chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh line này đúng không, thì mình bấm là L. Đấy Rồi tiếp theo là zoom. Đây zoom cho Z ha. Đây ví dụ như mình có một cái đối tượng như thế này. Rồi bây giờ mình muốn zoom gần nó ha, thì mình bấm Z. Đấy, mình đặt con chuột, mình zoom vô, Đi vô. Nhưng mà mình đã hướng dẫn cho các bạn cái nút là shift x rồi đúng không? Đấy, shift x. Mình sẽ zoom thẳng vô đối tượng luôn. Đấy, nó sẽ rất là nhanh. Tiếp theo là nút C. Nút C là chúng ta vẽ cái đường tròn đúng không? Hình tròn. Chúng ta chỉ cần bấm C nè. Thay vì chúng ta phải bấm vào đây ha, chúng ta bấm phím tắt cho nó lẹ. Rồi. Tiếp theo là move và control ha. Rồi, để di chuyển đối tượng ha, để di chuyển đối tượng trong SketchUp thì các bạn bấm vào nút lệnh move ha. Move thì viết tắt lại chữ M ha. Rồi, move nè. Các bạn muốn copy ra đối tượng khác thì chúng ta bấm move và chúng ta bấm thêm nút control nữa ha. Thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta những cái đối tượng giống như đối tượng đầu tiên. Thì ở cái bài học ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta cài đặt, cách để chúng ta sử dụng một số cái phép tắc cơ bản trong cái bài học ngày hôm nay. Thì đi qua những cái bài học sau, mình sẽ có từng những cái plugin khác để mình cài đặt vào, và mình sẽ giới thiệu cái phím tắt khác cho cái plugin đó ha. Thì ở bài học ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã học được 14 phút rồi.
Hy vọng là tất cả các bạn chúng ta nắm bắt cũng như là tiếp thu được những cái kiến thức mà mình chia sẻ. Hy vọng là sẽ giúp được cho tất cả các bạn ứng dụng vào trong công việc thật là nhanh chóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở bài học phần sau. Bye bye.